Phật tử hỏi con câu này: con không hiểu sao trên đời này nhiều người lại sống ích kỷ tư lợi về mình, chỉ biết lợi dụng lòng tốt của người khác. Khi không còn giá trị lợi dụng nữa thì xua đuổi họ đi một cách không thương tiếc. Như trường hợp của con chẳng hạn, con quen một người, con thương người ta khá nhiều, sẵn sàng giúp đỡ người đó, nhưng rồi họ lại bỏ con mà đi. Họ nói không có tình cảm gì với con nữa, chỉ lợi dụng con thôi. Riết rồi con chán cuộc đời này quá, con làm nhiều điều tốt, nay con bị lợi dụng rồi. Lời Phật dạy có hoàn toàn chính xác hay không? Bây giờ con như người mất hồn, chẳng muốn ăn uống gì nữa. Sư phụ ơi, bây giờ con rơi vào bế tắc quá, thầy ạ, con làm sao? Thầy rất chân thành cảm ơn cái lời chia sẻ thật lòng của con. Trước hết thầy muốn nói với con là lời Phật không bao giờ sai cả. Con đau khổ tức là con sai, bởi vì Phật không có khổ tức là Phật đúng. Mà cái khổ của con nó chứng minh rằng con sai. Sai cái chỗ nào con hả? Sai chỗ này nè. Thói thường khi mà mình có một chút hạnh phúc từ bên ngoài mang tới cho mình, lập tức cái tâm mình đã có một cái tà kiến suy nghĩ thế này: cái thứ hạnh phúc ngọt ngào và nhất là đặc biệt tình yêu lãng mạn của đôi lứa tuổi mới lớn là thường còn, là bất diệt. Có phải là nó ngọt quá cho nên ta không muốn mất nó không? Đúng rồi, ta đi mua chìa khóa ta khóa lại mà, ta khắc lên gỗ lên đá mà, muôn năm forever. Đó là cái ý niệm thường còn hóa cái hạnh phúc, bởi vì mình không bao giờ muốn buông một cái gì mà đã làm cho mình thỏa mãn. Cho nên cái tà kiến về nhận định tình yêu là bất diệt đó là một sai lầm. Bởi vì con à, tình yêu nó giống như một thân cây vậy đó. Nếu không được chăm sóc mỗi ngày, nó sẽ héo tàn lần lần. Tình yêu á, nhất là đôi lứa, nó rất là bồng bột và ngây thơ. Nó cần rất là nhiều, nó đòi hỏi rất là nhiều. Cái sự có mặt, cái sự chú tâm, cái sự săn sóc, cái sự cẩn trọng, cái sự thấu hiểu. Và rất là nhiều những kỹ năng mềm để nuôi dưỡng cái tình yêu nó lớn dần. Nó không phải hề đơn giản. Nếu mà con muốn có một tình yêu bất diệt, thường còn, chỉ có 3 đối tượng sau đây có thể làm để con thỏa mãn: 1 là Đức Phật, 2 là cái chết, 3 là con chó. Con chó nó cũng có thể không thường hằng được, nó cũng chết, hoặc là con. Chỉ có cái chết chân thật với con, nhưng không bao giờ là bất diệt. Nhưng chỉ có thể là tình yêu đầu Thế Tôn, con thương yêu chính sự giác ngộ của mình, thì mong đâu không có sự vô thường khi con giác ngộ. Cho nên khi đã chấp nhận tình yêu đôi lứa, cái hạnh phúc bên ngoài mang tới cho ta, chắc chắn con à, con phải có đau khổ. Vì bản chất của cuộc đời nó là hai mặt, có được cái hạnh phúc không thể bỏ cái đau khổ được đâu. Con đã thấy trong tiếng Việt rất hay, ở trên cái chữ vững nó có cái dấu ngã, ở trên cái chữ nhẹ nó có cái dấu nặng. Con đã từng thấy 7 sắc cầu vồng không? Nó rất đẹp. Và con biết sau đó là một trận mưa nhé. Hoặc là trước đó trận mưa, sau là 7 sắc cầu vồng. Con thấy hoa hồng rất đẹp không con? Trong hoa hồng có gì? Gai đó con ạ. Hoa hồng tượng trưng với màu gì? Màu máu. Cái đẹp của hoa hồng nó tượng trưng cho tình yêu. Tại sao vậy? Bởi vì tình yêu nó đem đến hận thù. Càng yêu con càng thù. Nếu tình yêu đó không được đáp ứng, có thể bây giờ con lòng con đang hận người ta và hận luôn cả cuộc đời, như con đã tâm sự không? Hễ con hận càng sâu là chứng minh con yêu nó càng đậm. Khi con yêu nó đậm thì con hạnh phúc không? Có. Con phải chấp nhận luôn cái vế còn lại của cuộc đời, con không thể tránh được, đó là đau khổ con nha. Cái điều thứ hai mà con sai ở đây đó là nó quá đậm. Quá đậm là sao con? Tức là con rơi vào cái cực đoan. Hễ mà quá thân thuộc gần gũi á thì nó nhánh phai nhạt. Hễ mà quá sâu đậm á thì nó dễ chán nản. Hễ nó quá quan tâm á nó dễ ràng buộc. Hễ nó quá thương yêu á nó dễ đau lòng. Cho nên cái gì cũng một chút thôi, đừng có rơi vào cực đoan, cái đó gọi là ứng dụng trung đạo vào trong tình yêu. Hiểu thấu được hai cái nhận thức sai lầm tà kiến này thì con biết mình sai, Phật sẽ không sai. Và người ta đã cho con được cái thấu hiểu này nên cúi đầu và đảnh lễ họ. Ta học được từ cái sai của người rất nhiều. Mình thường quan tâm với người hay bỏ mặc mình, nhưng mà mình có thói quen là bỏ mặc cái người hay quan tâm mình. Và đây là bài học đắt giá, và ta rất là thấm thía cái sai đó. Cái thứ ba con à, có phải là con cảm giác rất là bế tắc, đau lòng, chán nản, không muốn ăn, muốn ngủ gì hết, phải không con? Điều này rất tuyệt vời cho cái con người đang mới lớn, đang chưa có kinh nghiệm trong cuộc đời giống như con đấy. Để chi vậy? Để con sau này lớn lên, con không hỏi thầy câu này lần nữa. Con hỏi nó rất sớm và con đã trưởng thành từ cái lần vấp ngã này. Con trưởng thành thế nào? Là con nguyện, con đói bụng cho nên con hiểu được người bụng đói, cho nên con không có tạo ra người đói bụng lần thứ hai. Con không để cho cuộc đời này một trong những người nào mà con đi ngang qua họ trở thành một người đau khổ mà con là nguyên nhân. Tức là con không đem đến cái sự nương tựa và hơi ấm cho một người để rồi sau đó con ra đi. Con không đem đến tình yêu cho họ để sau này con nói chỉ là bồng bột và qua đường. Con không đem đến cho họ niềm tin rồi con đập vỡ. Con không đem đến cho họ hy vọng rồi con phá tan. Mà nhất con là đàn ông, phải là cái nơi vững chãi, chắc thật. Nếu mà con ở ngoài đời thì một người con gái, một người phụ nữ cần một người có lập trường, có sự chung thủy, có sự trưởng thành và có trí tuệ.
Và cái đau khổ này là cái nền tảng trí tuệ vững chắc để cho con trở thành một người lý tưởng. Con có biết không? Hãy cảm ơn đau khổ này con nhé. Ami Đà Phật.